rồi 10 mục tiêu mà khóa học này chúng ta cần phải đạt được. Đấy, làm việc gì cũng được, miễn là có mục tiêu thì con đường đi của chúng ta mới trở nên rõ ràng, mới trở nên thành tựu, đúng không ạ? Thì cái mục tiêu ở đây là khóa học đưa ra, và chính các anh chị cũng cần phải có cái sự nghiêm túc để tự đặt cho chính mình luôn. Thứ nhất là chúng ta sẽ thay đổi được cái giọng nói bản năng và sở hữu được giọng nói kỹ năng. Đấy. Thì giọng nói bản năng là gì, giọng nói kỹ năng là gì, thì trong khóa học này chúng ta sẽ được khai thác, chúng ta sẽ tìm hiểu. Và mục tiêu thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng được các cái tông giọng, các cái chất giọng phù hợp với mỗi đối tượng khác nhau. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta không chỉ là gặp một đối tượng, đúng không ạ? Đấy, có thể ngày hôm nay tất cả các anh chị gặp con của mình, có thể ngày hôm nay các anh chị giao tiếp với vợ của mình, nhưng ngày mai các anh chị đến công ty, các anh chị giao tiếp với sếp, các anh chị giao tiếp với nhân viên, các anh chị giao tiếp với đồng nghiệp, giao tiếp với đối tác, thì mỗi đối tượng của chúng ta sẽ cần phải có một cái tông giọng khác nhau để chúng ta có thể là hiệu quả hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Đấy, và điều thứ ba là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của mình, đó chính là tự tin làm review, thuyết trình về bất kỳ chủ đề nào. Đây là một cái điều mà tất cả các anh chị bắt buộc phải có trong cái sự nghiệp kinh doanh cùng với công ty Zcook. Điều này sẽ làm cho thương hiệu của tất cả các anh chị được khẳng định, niềm tin của các anh chị được tăng cao hơn đối với khách hàng, đối với tuyến dưới, đối với đội nhóm của mình. Đấy. Rồi, điều số 4 là tất cả các anh chị sẽ nắm bắt được cách nói theo cấu trúc logic. Để tất cả các diễn giả thì họ đều nói theo một cái cấu trúc, một cái khuôn khổ đến tất cả các anh chị ạ. Chúng ta chỉ cần nắm bắt được cái cấu trúc nói thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không bao giờ bị bí ý, không bao giờ bị bí từ đâu. Và thứ năm đó chính là chúng ta sẽ có cái sự nhuần nhuyễn về cái kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng làm chủ cảm xúc. Và mục tiêu thứ sáu chúng ta cần phải đạt được trong khóa học này đó chính là chúng ta sẽ định hình được cái phong cách cá nhân của mình, chúng ta sẽ thay đổi được tâm thái. Mục tiêu số 7 là chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ hình thể linh hoạt và tự tin thể hiện cá tính riêng của bản thân. Và mục tiêu số 8, Minh Nguyệt nghĩ rằng đây là mục tiêu rất quan trọng, không chỉ là dành cho tất cả các anh chị Zcooper ở đây mà bất kỳ ai cũng đều khao khát có được cái kỹ năng này, đó chính là chúng ta sẽ trở thành nhà huấn luyện, nhà đào tạo chuyên nghiệp. Đấy, đây là cái kỹ năng vua của tất cả các cái kỹ năng luôn. Và mục tiêu số 9 là chúng ta sẽ biết cách chỉnh sửa video để marketing bản thân và marketing cho doanh nghiệp. Đấy, chính mỗi tất cả các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như tất cả các anh chị biết làm video, đấy, biết chỉnh sửa, biết edit, biết design, thì người có lợi đầu tiên nhất đó chính là các anh chị. Sau đó nữa thì chúng ta sẽ quảng bá giúp công ty đấy, và đó cũng là cái việc mà chúng ta tạo nên giá trị tốt đẹp, cái phụng sự vì một thế giới tốt đẹp hơn mà ở công ty Zcook đã luôn đặt slogan, đúng không ạ? Và điều số 10, đấy, một cái sự khao khát mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn có, đó là chúng ta sẽ trở thành đội ngũ phụng sự của công ty Zcook Việt Nam, đấy, một công ty toàn cầu, một công ty rất giá trị và nhân văn, được khoác trên mình chiếc áo Zcooper. Đó là một niềm tự hào rồi, còn được làm MC, được làm hot, được trở thành đội ngũ phụng sự nữa thì đó là một điều may mắn, phụng sự để dẫn đầu, thưa quý vị.